các bạn ơi, shop áo thay dỗ chấm cơm đã bán thu bông của San rồi nha. Ngoài ra còn có Erosan nè, Chara và Mane nữa. Cái nào cũng rất là dễ thương luôn. Các bạn vào mua để ủng hộ San và team pháp sư nha. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Ở tập trước, sự xuất hiện bất ngờ của ER404 San đã làm bất ngờ tất cả. San đã được ba Gaster trị thương. Trong khi đó, anh em nhà Miêu Ma vẫn không từ bỏ ý định trả thù team pháp sư. Hắn đã ói trà sữa thiêu cho pháp sư uống. Tưởng như đã thành công thì Chara đã xuất hiện và hai anh em nhà Miêu Ma phải giao trà sữa và hamburger miễn phí cho Chris suốt đời mới được tha thứ. Trong lúc này, Erosan vì hai miếng sô-cô-la mà ăn hiếp hai tiểu San họa sĩ. Ủa? Sao kịch nào tụi em vậy? Cũng may là có thầy In San đến cứu. Trận chiến không hồi kết giữa hai San này vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng mỗi lần San đen gục ngã thì ở phía sau vẫn có 404 hỗ trợ. Hắn như đang chơi đùa với In San. Thật ra mục đích của 404 đến trái đất để làm gì? Mời các bạn xem tập 98 này nhé. Tập 98 ác mộng của bóng đêm và sự xuất hiện của bà dê Toriel. Xong rồi, đẹp quá. Mình đúng là một họa sĩ tài ba. Ủa, mày vừa làm gì vậy? Thì tôi up hình vẽ của tụi mình lên Facebook đó. Ủa chi vậy? Trời ơi là trời, sao mày ngốc quá vậy? Tụi mình vẽ đẹp xuất sắc như vậy mà không up hình lên Facebook cho mọi người chiêm ngưỡng là một cái tội biết chưa? Ủa, mày up liền đi, up nè. He, giờ chờ mọi người thả tim thôi. Đây là bức ảnh thầy In San đẹp nhất thế giới. Lướt vô coi. Trời, một đứa dễ lùn, đứa dễ cái đầu như con kiến, chứ mình như con voi vậy. Trời đất ơi, thả phẫn nộ cho mày một cái. Trời, dễ xấu nhưng mà mày đặt chụp úp lưng quay rồi mày xó đi hai hàng nhát quét. Ui, có thông báo kìa. Cái gì vậy? Trời đất ơi, hả? Nó coi tweet của mình mà nó thả phẫn nộ kìa. Hả? Để coi nó viết gì nè. Mày đọc cho tao nghe đi. Vẽ xấu như ma mà bài đặt up lên Facebook, xóa bài đi hai hàng nhóc ác. Ê, tao nghe hình như có gì đó nó đang khen tụi mình á mày ơi. Ủa, nó khen gì mày? Thì nó khen tao mày vẽ ác quá đó. Ngu hả? Ý nó nói tao mày là hàng nhóc con á, đồ ngu. Cái gì? Chửi nó cho tao, chửi nhanh lên ơi. Tụi mày biết gì về hội họa mà bình luận hả mấy hàng nhóc trái đất ác? Hả? Trời, nó sọc tụi mình kìa. Mày đồ khó. Mày giỏi, mày nấu gì chỉ ra đây. Trời, mấy hàng trái đất này nó láo thiệt á. Nó kêu nổ địa chỉ luôn kìa. Nó liều vậy. Được rồi, mày thích thì chiều. Hẹn mày ở cầu tuột màu xanh bập bên màu đỏ tại công viên gùa con. Thích thì chiều, đến là đón nghe chưa hai hàng trái đất ác. Ui, nổ địa chỉ hiện luôn rồi. Dạ sao mày? Chơi. Ôi, hai đứa đâu hả? Vậy con nít, pháp sư đừng có xen vào. Pháp sư lo edit video đi. Đi thôi mày, xử tụi nó mới được. Láo ảo vậy.
sao trời tối lẻ vậy ta? Do mày ngu nên trời mới tối mau vậy đó hằng trái đất ác. Ra là mày kiếm mày sáng bây giờ. Mày đó ai giải xấu hả hằng nhóc? Tao nói mày á. Mày giải được giống như tao không mà mày chơi? Tao không có giải xấu với mày mà tao giải đẹp hơn mày, mày hiểu chưa? À, giờ mày muốn cái gì? Tao muốn đánh lộn với mày. Mày láo lắm. Tao chắc mày đi trước á. Mày láo hả mày? Xem nè. Mèo cao. Chết mày chưa. Ủa tự nhiên bị chém nào không biết luôn á. Xỉu. Mày dám đụng trẻ trâu siêu cấp hả mày? Mày xong đời mày rồi con. Mày là thằng trẻ trâu thôi. Mắc mớ gì tao phải sợ mày hả? Tao hết mày đăng một bài nào nữa. Đăng một cái tao hack Facebook mày luôn. Hả? Facebook tao 100,000 follow mà mày dám hack hả? Tao nhịn hết nổi rồi nha hằng nhóc. Hey. Ê mệt quá à. Hay hay giờ bỏ vũ khí xuống, tao mày đánh tay đôi đi. Hay ok. Mày thích thì tao chiều. Đến là đón, nhào vô. Nhanh lên mày ơi. Ừ. Trời ơi, trễ 30 giây rồi đó. Biết rồi. Con nhỏ đó hung dữ lắm đó, biết chưa? Hỏi hoài à. Ok, mày giao trà sữa từ từ giao chứ. Chết đói hay gì. Rồi, tới rồi. Tới rồi. Dạ em chờ chú Rít. Trời ơi, giờ này mới tới. Cái trễ bao nhiêu lâu rồi không? Dạ em biết, 30 giây. Trễ 30 giây rồi đó. Dạ. Đợi tao bay mà tao trái tóc luôn rồi nè. Hả? Dạ dạ, chị ăn hamburger uống trà sữa giúp em ngày hôm nay à. Cái trễ bao lâu rồi không? Dạ em cho em xin lỗi. Xin lỗi là xong hả? Ôi dạ. Trời đất ơi. Trời ơi có sao không bạn? Tức quá. Tội bạn tôi quá mà. Ngồi dậy. Trời ơi. Mày để tao xử nhỏ này. Ê, bỏ đi. Bỏ con khỉ. Thôi bỏ đi trời ơi. Đụng tới nó là chết với chạy gà đó nghe chưa. Không sợ. Dạ em mời chị ăn hamburger của em mới làm à. Ngon lắm á chị. Sao chị? Ngon lắm đúng không? Em biết mà. Đổi cái khác. Hả? Không, nhưng mà em có một cái này à chị ăn đỡ đi. Giờ đổi không? Không, biết rồi nhưng mà em có một cái này à. Bây giờ đổi hay không? Trời ơi là trời, tao nhịn mày lâu lắm rồi nha quỷ nhỏ. Trời. Chị cha ra. Chị cha ra. Ê. Chết. Dạ, em đổi cái khác liền như chị. Từ chị ơi. Trời đứa. Tức quá mà. Không được. In, tính lại. Tính lại đi In. Ủa? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì In? Nói coi. Ta vừa gặp một cơn ác mộng. Ác mộng? Ác mộng gì mà ghê vậy? Đó là một bóng đêm bao trùm hết tất cả mọi người. Ý bạn là bóng đêm nào dạ? Đưa giấy đây, tôi vẽ cho. Giấy hả? Rồi, có liền. Thằng này, cái gì nó cũng vẽ mới chịu luôn á. Không nói cái luôn đi. Rồi hả? Để coi thử coi. Ui, xanh hả? Mà xanh gì mà đang xì lì thấy lạ quá vậy? Đây là Nightmare Sun, còn gọi là xanh ác mộng á. Hả? Xanh ác mộng? Bạn khùng quá 404 à. Thằng Alpha nó đã chết lâu rồi. Bạn còn hy vọng hồi sinh nó nữa hả? Không bao giờ có đâu.
Thằng này, mày khùng hả? Nó chết thì tao nói nó chết. Mày khùng ơi. Hả? Metaton, mày tin lời nó hả? Nó nói gì? Là sao? Không hiểu. Tạm biệt nha, người anh yêu, và chúc em vui bên người. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười. Nghe tin lòng đi. Ủa? 404? Ok, cha nó đi. Nghe tin lòng bao nhói. Ê! Cái thằng này, mày kéo tao lại chi vậy? Em mày chết kệ mày chứ, nó tao chết. Ây da! Tao không biết thiệt mà. Thôi được rồi, tao biết. Nhưng mà cách này hơi khó đó. Mày làm được không? Thằng hung dữ. Mà nè, tao nghe nói mày có thể bật công tắc ẩn để tao tiến hóa được, có phải hay không? Nếu mày làm được, tao sẽ chỉ cách hồi sinh em trai alpha của mày. Quay lưng lại hả? Ok. Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu. Sao vậy ta? Trời ơi. Thời tới chả không kịp thiệt chứ. Chắc chắn sẽ thành công. Tặng em. Anh yêu em. Mày lần nào? Dám động đến cờ rít của pháp sư hả? Này nữa. Sao đụng cờ rít của pháp sư? Dám đụng pháp sư hả?
đích của nó là gì vậy ta? Dây chuyền này hả? Tại sao nó lại muốn lấy dây chuyền này ta? Hay, thật là lo quá đi. Tự nhiên hàng 404 xuất hiện ở đây, không biết có chuyện gì không nữa. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Xưa nay nó xuất hiện ở đâu thì ở đó, có chuyện tốt lành gì đâu. Toàn chuyện lớn không á. À, hay là mình kiếm ai đó đi hỏi đi. Hỏi ai bây giờ, có ai biết đâu. Hay là hỏi ba gác tơ của San đi. Tiếng ai vậy? Hả? Ủa ba, ba đứng đây nào vậy? Làm tụi con hết hồn chân. À, thì ra là cô dê hả? Dạ, cảm ơn ba con đi. Đi 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 in. Hờ ơi, ba gách tơ nó ở đồng cỏ phía tây. Mà đi hồi sáng tới giờ, có thấy con dê nào đâu. Lộn nha. Ờ, à, cô dê. Lộn làm ghê quá. Trời ơi, hả? Tôi thấy chỗ này quen lắm nè. Quen gì, tôi có thấy gì đâu. Thiệt, tôi còn nghe mùi dê đâu đây nữa. Chắc bạn thèm lẩu dê, bạn đứng tưởng á. Tôi nghe cái mùi đó thiệt mà. Ê, cô dê tôi reo kìa. Đúng rồi. Dạ, chào cô. Lâu quá con mới gặp cô á.